Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi về thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đến thăm không gian vườn cảnh của ông Dư Công Đồng. Vâng, xin chào ông Đồng nhé. Vâng, xin chào kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Vâng, xin chào ông. Toàn thể các bạn yêu cây trên cả nước. Vâng. Hôm nay tôi có về đây cũng có cái công việc, thứ nhất là tham quan một số những cái danh lam thắng cảnh, nhất là cái suối Cá Thần. Và trong dịp này trở về với thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, tôi muốn qua thăm vườn cảnh của ông vì anh em mình cũng gọi điện thoại nhiều lần rồi, nói chuyện với nhau nhiều về những cái tác phẩm cây cảnh rồi. Và được biết ông là một trong những người ở khu vực Phong Sơn, Cẩm Thủy có cái đam mê cây cảnh với hàng chục năm nay rồi. Thì hôm nay Đỗ Sinh thực sự đã đến được cái vườn ông, mong ông là có nhiều những cái tác phẩm đẹp qua cái kênh Hương Sắc Đỗ Sinh để chia sẻ với cộng đồng, với anh em yêu cây trên cả nước. Và bây giờ xin phép ông là chúng ta cùng nhau đến với vườn bonsai. Và cũng rất vinh dự là được kênh Hương Sắc Đỗ Sinh về với vườn cây của tôi, gia đình tôi. Và mời anh Đỗ Sinh và toàn thể anh em yêu cây trên cả nước tham quan vườn cây. Vâng, và chúng ta sẽ đi qua một cái phòng khách, vì vườn của ông là ở phía sau nhà, để cùng đến với vườn cảnh. Vâng, chúng ta đã đi ra phía sau nhà ông Đồng. Một người chơi bonsai nhiều năm nay rồi, tôi thấy ông cũng có cái ý tưởng là ông chơi cả những cái đồ quý, ví dụ như là đôn và chậu, kể cả những cái bể đá, rất hay. Đấy, vườn cảnh thì nằm rải rác dọc theo cái chiều dài của một căn nhà, và cả trên gác nữa, trên sân thượng nữa. Hình ảnh của những cái đồ mà ông sưu tập nhiều năm nay tôi thấy cũng nhìn cũng rất là hấp dẫn. Đều là những cái chậu, những cái đôn, chúng ta gọi là những cái đôn cũ, có thể có những cái đã ở cái tầm thời gian là 6-70 năm rồi, chứ không ít đâu. Và thậm chí có những cái như ông Đồng nhận định là nó còn rất lâu. Và rất lâu, ông cũng khiêm tốn không dám dùng đến hai chữ là cổ đồ, cổ vật gì cả. Và ông chỉ nói là, nói thật với bác Sinh là tôi đã sưu tập và tôi chơi khoảng hơn 30 năm nay rồi. Khi tôi mua mà những cái chậu này cũng phải được khoảng 3-40 năm rồi. Đấy. Có những cái chậu mà có những cái con voi hay những cái đôn hay những cái chóe này, từ khi còn chưa giải phóng miền Nam. Và cái nhà máy xứ là còn lúc còn thời gian còn ngụy quyền. Đấy. Và ôi dồi ôi, tôi xoay qua cái này tôi nhìn cái gầm cầu thang của ông này còn rất nhiều chứ không phải là ít đâu. Đấy, các bác nhìn nè. Bây giờ chúng ta đi thăm vườn cây trước nhá. Còn những cái đồ này, những cái rất là quý của ông, tích cóp bao nhiêu năm thì tí nữa tôi sẽ đưa vào cuốn video cuối cùng. Vì ông Đồng cũng tiết lộ là tôi sẽ nhờ Đỗ Sinh đăng tải lên để giao lưu với anh em. Nếu mà bác nào có cái nhu cầu thì cứ alo đến cho tôi thì tôi sẽ nhượng lại. Đấy, nhiều lắm. Và đây là một cái bể cả đá này. Tí nữa ta sẽ nghe ông Đồng giới thiệu về cái bể đá này, ông chơi lâu chưa và như thế nào. Đấy, rồi bây giờ ta quay lên trên gác đi ông ơi. Ông đi trước đi. Ông đi trước lên trên gác. Cái sân chơi chính của ông là trên gác. Trên gác ông chia thành hai sân, hai khoảng. Một cái là phía, một mảnh ở phía trước căn nhà và một mảnh ở phía sau căn nhà. Vì cái tầng 2 của ông là nhoi lên ở giữa. Đây. Đấy, cái đường đi lên đây. Và đây là khu sân phía trước tòa căn nhà trước này, gọi là phía trước nhưng mà nó ở phía trên tầng 2. Vì cái tầng 2 này ông làm ở quãng giữa, thì phía trước và phía sau của căn nhà của ông là đều có hai cái khoảnh sân rất rộng. Đấy, đẹp chưa? Cũng các cái đồ chậu và đôn cũng đều những cái chậu rất là cũ rồi nhé các bác. Phải nói là một lối chơi độc đáo. Cây thì
Bởi vì bonsai trên sân thượng thì không có cây lớn, những cây nho nhỏ thôi. Đấy. Số lượng cây khá nhiều và rất đa dạng phong phú về chủng loại. Tất cả từ Bắc Trung Nam đủ hết. Vâng, phía ngoài vẫn còn nắng, tôi quay ở trong râm trước. Lúc nào mà bóng nắng chạy thì chúng ta lại tiếp tục. Và đây là một tác phẩm người miền Trung mang ra để triển lãm. Đợt đấy có phải triển lãm Ninh Bình không? Vâng, trình triển lãm ở Ninh Bình, ông đã vào xem triển lãm và mua. Đây là tác phẩm nguồn gốc từ câu lạc bộ bonsai Tuy Hòa, Phú Yên. Các anh nhớ nhượng lại. Và tôi cũng nắm được cái lịch sử cây linh sam này. Cây lộc vừng này. Nhiều lắm, để tôi sẽ chia từng đoạn một để quay những cái cây ở trong phía dâm này trước, cho nó không bị ảnh hưởng bởi bóng nắng xuống gốc xuống bệ. Đây là khoảng phía trước nha các bác. Bây giờ chúng ta di chuyển sang sân sau, rồi đó thì tôi sẽ lấy tỉ mỉ chi tiết những cái tác phẩm. Chúng ta vòng lại cái sân sau này. Đây, ui dồi ôi, đẹp không? Không biết cái khu vực này có nhiều người chơi cây như ông, tôi chưa tìm hiểu sâu. Ở cái thị trấn Phong Sơn hay là ở nói chung ở Cẩm Thủy này có nhiều chơi cây như ông không? Ông có tiếp xúc giao lưu với anh em, ông có tìm hiểu có nhiều người chơi không ông? Ở quê tôi thì trong huyện thì cũng có thành lập một cái hội. Vâng. Anh em cũng tự phát rồi thành lập một cái hội để chơi. Vâng. Thì cũng có một số cũng phải vài ba chục thành viên ở trong câu lạc bộ. Vâng. Hội. Vâng. Thế là cũng có phong trào, cũng có nhóm ấy. Vâng. Vâng, và đây là số điện thoại của ông Dư Công Đồng này, để chúng ta tiện việc giao lưu nhé. 0963 603 638. Sau vài phút giới thiệu chung về một cái không gian vườn mà có đến hàng trăm tác phẩm như thế này, thì Đỗ Sinh sẽ đi đến chia sẻ chi tiết để các bác cùng nhau thưởng thức. Vâng, và trong cuốn video đầu tiên này tôi giới thiệu với các bạn một cây me. Đấy, ông Đồng, ông chơi cây me này chắc lâu lắm rồi nhỉ? À, đúng rồi, cũng phải chục năm rồi. Chục năm rồi. Vâng. Ông cũng nói chuyện với vui với các bạn luôn là ông Đồng là hơn 60 tuổi rồi. Ông cán bộ nhà nước, ông nghỉ hưu rồi. Nhưng mà trong suốt thời gian công tác của ông thì ông rất chú tâm về đến cây cảnh nghệ thuật. Vừa kết hợp những cái chuyến đi công tác sưu tập những cái cây mới lạ về vườn, vừa kết hợp với những cái triển lãm được nổ ra từ Thanh Hóa, Ninh Bình, rồi các tỉnh phía trong, ông cũng vào xem và nhặt những cái cây mà theo ý muốn của mình, định chơi là mua về, rất hay. Đây là cây me mà cái bệ gốc thì cũng khá là hấp dẫn này. Cây này thì một người bê thì hơi đầm tay, đúng không ông? Vâng, đúng không? Nhẹ nhàng nhất thì hai người. Đấy, chậu xưa. Vâng, chậu cũ đấy. Chậu này là chậu gốm đắp tay đấy ông ạ. Tùng gò. Tùng gò đấy. Đấy, đường đi của cây me rất lắc, rất dẻo, rất đẹp. Tuyệt vời đấy.
Và ông cũng khéo tay thật đấy. Ông có phải nhờ ai thuê ai chăm sóc cắt tỉa uốn nắn gì không? Hay là tự mình làm? Thường những cây này thì tự làm lấy. Tự làm lấy tất. Ui giời, thế mới là quý. Và nghệ nhân ở đây, còn nghệ nhân ở đâu nữa? Làm cho chính bản thân mình. Và qua hình ảnh, qua ống kính của tôi có nhận xét là cũng rất là đẹp, rất là hợp lý, chứ không phải là làm một cách đó lôi thôi luộng thuộng. Rất gọn gàng cây. Bông tay cũng rụt rịt lại hết, rất gọn. Và cây này ông giao lưu thì giá bao nhiêu ông ơi? Giá thì các bạn yêu cây thì cũng tầm độ 10 triệu thôi. 10 triệu, vâng. Đấy, rất hay nhá. Bởi vì tôi phân tích này, riêng cái chậu này là các bác biết bao nhiêu tiền rồi. So lên cả chậu cả cây với giá 10 triệu. Rất tuyệt vời. Ngay bên cạnh tôi thấy ông cũng có một cái cây me tầm nhỏ hơn. Cây này thì một người bê thì rất là nhẹ nhàng hơn. Đây, ở phía dưới nha, cái gốc của nó cũng rất là đẹp này. Ông có thể giúp hộ ông nâng được cái hai tay tay bên này nữa. Đấy, để tôi nhìn cái phía trong. Đấy. Cây này thì dáng lùn hơn. Và giúp hộ một cái nữa, quay vào trong ra. Quay được mà. Đấy, vì nó nhẹ. Cây này thì nhẹ hơn cây kia. Cây này một người bê rất đơn giản. Nữa, quay lần một thêm người nữa. Xem hẳn phía đối diện. Vì đằng ấy tôi không thể chuyển ra đằng ấy được. Rồi, xong rồi. Anh bỏ cái tay lá này đi. Ôi giời, rất hay nha. Rồi, cây này thì tầm khoảng giá bao nhiêu ông? Cây này thì khoảng 6 triệu. Tốt quá. Rồi, ok rồi. Và chúng ta di chuyển tiếp tác phẩm khác với cây me giá 6 triệu đồng. Quá là hợp lý luôn. Và phía sau cây me tôi thấy ông Đồng có một cây xanh. Chơi đúng theo lối cổ luôn. Ôm một cái cổng làng nhỏ nhỏ ở trong giữa. Và cây xanh ôm đá, toàn bộ bệ đá đã được ngâm nước. Trên bố cục của cây xanh là chia thành hai thân rõ ràng để tạo nên hai ngọn đấy, một ngọn bên này và một ngọn bên này cao hơn. Giữa hai thân được nối với nhau bởi vì những cái nhịp cầu, chúng ta hay dùng từ gọi là cột kèo. Cây xanh dòng lá cũng là rất là nhỏ rồi, lượng dăm cũng khá nhiều, khá dày rồi. Và ở vị trí này tôi thấy ông có một cây cẩm thị song thụ. Đẹp quá nhỉ. Chứng tỏ ngài chơi lâu lắm rồi cây này. Đây này. Vâng. Tán cứ thế là liên chi đưa lên rất tự nhiên. Gốc nhánh hai thân song thụ. À, các bác nhìn lên nó đối đẹp không? Với chiều cao là sao nào? Chiều cao từ mặt chậu lên đến ngọn khoảng độ 70 cm. Vì nó chật quá tôi không lùi để lấy được hết ảnh đâu. Hết à, đây 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 rồi, cố gắng dướn về sau được. Đây. Đấy. Toàn chậu cũ hết. Chậu cũ đồn cũ. Trời kỳ thế nhỉ. Đi cứ thấy cái chậu đẹp là cũ cũ là lôi về, tích bao nhiêu năm nay. Và quay lại phía bên đằng sau tôi thấy có cái cây xanh quê đấy, cái bể đá với cái kỷ, cái này là mới thôi.
Đấy, bể đá mới kỷ thì mới thôi, nhưng mà cây xanh kê quê thì có quá là cũ luôn, già kinh khủng khiếp này. Tem trắng lên tận ngọn này. Ngay cả nhà ông đang có một cái công trình xây dựng, các cái xe nó dỡ cái nhà cũ, nó vò, nó bóp bê tông, nên thỉnh thoảng nó hơi ồn một chút. Vâng, chỗ này tôi thấy có ba cái tác phẩm này. Trước khi kết thúc cuốn video này, mời các bác thưởng thức ba cây này luôn. Đây là cây xanh trên cái bể đá và cái kỷ mới, đời mới. Và cây xanh nu sần. Độ già có những cái vị trí nó nhăn, nó chùn ra voi hết rồi. Nổi u cục ác liệt đấy. Đúng là nhỏ nhưng có võ. Lá tuyệt vời luôn. Mà ông sắp cái chậu đá với cái kỷ này là sẵn chơi rồi. Rất đẹp rồi. Vâng, bên cạnh đây là cây tùng La Hán dáng đổ treo. Tôi lấy tay tôi thử nhấc lên xem đã. Này, cầm tay nhấc lên. Dễ nó đóng nắp rồi. Không biết chơi bao nhiêu năm rồi, thả cái khay nước ở phía dưới cứ thế nó lên. Rất nhỏ nhắn đẹp. Và bên cạnh là cây ổi. Đấy. Cây ổi ta mini. Thôi ngài bê vào trong kìa. Nào bê vào trong. Tôi thấy ông vươn ra, ông định ý định là ông quay cho tôi, quay xoay cho tôi để tôi quay mặt sau ông bê luôn. Đấy, một tay nhấc lên được cây ổi mini này. Nói là nhỏ nhưng mà vì cây ổi này ông chơi quá lâu rồi này, nhìn nó lì hết cả rồi này. Đẹp không? Và cây này bao nhiêu tiền ông ơi? Đây là 2 triệu. 2 triệu. Vâng, hay quá. Đấy, bây giờ ngài quay mặt trước ra mặt sau hộ tí. 2 triệu đồng, rất tuyệt vời. Rồi, hay đấy. Cây tử đấy đoạn sau trước khao cắt bỏ. Để cái cây to ông vít tay vào đấy, cái cây to cây tử đấy để. Còn cái cây cành kia thì cắt bỏ. Cắt bỏ. Vâng, đấy. Đẹp quá nhỉ. 2 triệu đồng. Và đây là số điện thoại của ông Dư Công Đồng để chúng ta tiện việc giao lưu nhé. 0963 603 638. Địa chỉ thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Và với vài tác phẩm vừa rồi cộng với cái hình ảnh chung của toàn bộ những cái khu vườn của ông Đồng, Đỗ Sinh xin khép lại cuốn video thứ nhất tại đây để chúng ta chuyển tiếp đến cuốn sau giao lưu với các bạn. Mời anh em chúng ta thưởng thức tiếp.